Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, do tác động của rãnh thấp trong đới gió Tây di chuyển từ khu vực Thượng Lào sang, trong đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở các tỉnh thành phố phía Tây Bắc Bộ đã có mưa rào và dông. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp trong đới gió Tây sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng sang phía Đông, nên các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và có nơi có dông. Còn với Tây Bắc Bộ, mưa tạm giảm xuống mức rải rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở phía Đông Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 16 đến 18 độ. Rét đậm, rét hại vẫn xảy ra trên diện rộng. Còn với khu vực phía Tây, nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ 19 đến 22 độ. Trong đêm nay, rãnh thấp vẫn còn hoạt động. Miền Bắc vẫn có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ đêm ở hầu khắp Bắc Bộ tiếp tục thấp, dưới 11 độ ở vùng núi và dưới 14 độ ở khu vực đồng bằng. Và dự báo khoảng ngày 8 tháng 2 lại có thêm một đợt không khí lạnh nữa ảnh hưởng. Như vậy, tình trạng mưa rét ở miền Bắc sẽ còn kéo dài, ít nhất đến hết ngày 11 tháng 2. Tác động của rãnh gió Tây đến các tỉnh miền Trung không nhiều. Trong ngày hôm nay, ở đây tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh suy yếu. Vì thế, vùng từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi vẫn có mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dao động trong khoảng từ 16 cho đến 18 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ sẽ từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt từ 24 đến 27 độ. Phần còn lại là các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Nằm xa hơn về phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn chịu ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc khuếch tán, cộng thêm với ảnh hưởng của nhiễu gió đông nên chiều và tối ở khu vực phía Nam của Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ vẫn có mưa trái mùa, còn ban ngày trời vẫn còn nắng nhưng cường độ không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt sẽ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Trên biển, không khí lạnh suy yếu. Hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau vẫn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến biển động. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, phổ biến vẫn gió Đông Bắc cấp 5 và có lúc cấp 6. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.